Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hiện tại mình đang đứng ở đường Đặng Văn Bi. Và bây giờ mình sẽ quay đường gì đây? Ai? Phía trước sẽ là đường Hòa Bình nha các bạn. Đã phải đường Hòa Bình. Mình sẽ quay con đường Hòa Bình về đêm. Các bạn xem nè. À, bia tuyết. Mới vô là có quán nhậu rồi. Đây là quán nhậu luôn. Nhậu nó xe ta. Đây là cà phê này. Nó một tiện quay về đêm thấy nó cũng thú vị các bạn. Nó lên đèn lên thấy nó cũng hấp dẫn. Uống cà phê này. Ui. Đây là quán cà phê Suối Reo này các bạn. Rất là lớn. Bên cạnh nó sẽ có một quán nhậu nướng, quán đồ nướng. Đồ nướng nhưng mình nghĩ chắc cũng có lẩu trong. Thường thì có lẩu hết á. Nhìn thấy yên tĩnh ghê các bạn. À, có một câu bộ pizza không nha các bạn. Điểm tâm sáng, cà phê. Gì vậy? Bánh rang gì? Nhậu nữa. Nhậu có đường muốn nhậu từ đưa hết. Nhậu làm quê. Bên cạnh đây có coffee luôn. Đúng là khu ăn chơi có khác ha. Bên đây thì mình thấy rồi. Đây cà phê nữa. Ồ, nhiều quán cà phê đẹp ghê các bạn ơi. Mình sống ở đây mà chưa uống mấy quán này luôn á. Đâu có tiền đâu uống cà phê nữa nè. Đó, thấy rồi các bạn. Đó là đường Hòa Bình. Rồi thì mình kết thúc video nha các bạn.